Trong tất cả các fandom mà tôi đã nằm vùng qua thì tôi chưa thấy cái fandom nào làm các anh em chống lại thuyết tiến hóa như fandom Gentleman, từ bỏ con người, báo trở về làm chó. Mà kẻ thù ác gây ra sự việc này không ai khác ngoài cô nàng tóc đỏ nóng bỏng xuất hiện ngay từ tập 1, Makima. Em muốn được làm con chó của chị. Là gì mà phóng viên thường trú của channel chúng tôi có mặt tại hiện trường thu thập được. Tuy chưa thể hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào như thái độ sợ sệt từ Power đối với Makima, chắc cũng làm một số anh em hơi hãi trước khi quyết định xem mình có nên go go ăn ẳng như Denchi hay các anh em chúng tôi vừa phỏng vấn hay không. Hôm nay, mời anh em cùng Bi Khởi Nguyên tìm hiểu về sức mạnh thật sự của Makima, con quỷ mạnh nhất trên trái đất. Cảnh báo video có chứa spoiler cực nặng, anh em xem thì xem, không xem thì xem. Nếu anh em có nhu cầu mua khung ảnh để bàn, poster truy nã One Piece, poster dán tường Naruto, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen v.v. chỉ từ 10k cực đẹp như thế này thì truy cập ngay Shopee BH Store nhé. Hiện đang có ưu đãi mua 5 tấm poster tặng 1 hoặc mua 1 khung ảnh tặng kèm một tấm thay thế phí ship các kiểu. Link mua tôi để ngay dưới phần mô tả video. Đầu tiên, nguồn gốc của Makima. Nếu các bạn đã tham khảo qua video phân biệt các loại quỷ của mình, hay ít nhất là coi anime đến hiện tại cũng biết quỷ được chia thành 3 loại: quỷ 100% con bò cười, quỷ lai và quỷ nhân. Nên tôi chắc rằng nhiều anh em có thể sẽ lầm tưởng rằng Makima thuộc quỷ nhân, tức là quỷ nhập xác người ấy. Nhất là quả mắt X2 sát thương vào tim các ông này. Tuy nhiên, tôi ở đây để nói, các ông lầm to rồi. Makima chính là quỷ hoàn toàn bằng xương bằng thịt. Chẳng những thế mà cô nàng còn là quỷ chi phối, một trong 4 con quỷ thuộc tứ kỵ sĩ Khải Huyền. Mà đây cũng chính là cái hội chị em bạn gì từng đấm nhau cực căng dưới địa ngục với quỷ cưa và khiến nó phải suy yếu tái sinh ở nhân giới với hình dạng yếu đuối. Nguyên nhân dù chưa rõ nhưng bọn này thì tớ chắc chắn không thoát khỏi diệm hiểm nghi. Mà để đấm nhau với cái đứa được coi như người hung địa ngục như quỷ cưa ấy, thì anh em phải hiểu là 4 con quỷ này nó phải rất mạnh thì mới làm được điều đó. Nên chứng tỏ có rất nhiều người sợ 4 con quỷ này, vì trong đây càng nhiều người sợ thì sẽ càng mạnh hơn mà. Theo tớ đọc trong sách Khải Huyền thì tứ kỵ sĩ cũng đại diện cho tận thế của thế giới, là ngày phán xét cuối cùng mà Chúa Giê-xu dành cho nhân loại. Có một số thắc mắc như tại sao lại là 4, thì theo tớ có lẽ do con số này tương đương với 4 hình hài quanh ngai vàng của Chúa, tượng trưng cho cách tạo hóa. Nên chúng ta phải biết rằng là con người cực kỳ sợ 4 kỵ sĩ Khải Huyền này, vì chúng nó lên trái đất một lượt, đồng nghĩa với việc nhân loại sẽ bị diệt vong. Thế nhưng, cái gì cũng có ngoại lệ, con người thì luôn ham muốn quyền lực và sức mạnh, nên quốc gia nào cũng sẽ thủ cho mình một vài thí nghiệm bí mật dùng làm vũ khí cấp cao. Mà với chính phủ Nhật Bản thì đó không ai khác chính là Makima. Họ là người đã mang quỷ chi phối hay chinh phục về tay và biến nó thành một Makima như hiện tại. Chính vì thế nên sau đó quỷ chi phối tái sinh thành Nayuta ở cuối truyện thì Kishibe đã phải hốt ngay về đưa cho Denchi nuôi dưỡng. Chứ vào tay chính phủ thì nó sẽ lòi ra một Makima thứ hai ngay lập tức. Vì vậy, độ bảo mật của cô nàng là cực kỳ cao và chỉ chính phủ mới có quyền đưa ra mệnh lệnh cho cô nàng. Ngay cả Boy Hải Phòng Aki47 làm ở cục bảo an những 3 năm mà anh còn chẳng biết gì là các ông hiểu độ tuyệt mật của Makima nó cao đến mức nào rồi đó. Vì một khi lộ ra thì tớ chắc chắn rằng các tổ chức khác sẽ tập trung hội đồng lòi mồm Nhật Bản ngay lập tức. Kiểu, để làm sao mang một trong tứ kỵ sĩ Khải Huyền về làm vũ khí ạ? Nếu ai đó hỏi tôi về một ví dụ của sự nghịch ngu thì đây chính là bằng chứng. Còn về tại sao Makima lại giống người đến thế dù là quỷ 100%? Trong khi mấy con khác chỉ có từ trí phèo đến thị nở thì tớ nghĩ phần nhiều nó liên quan đến nỗi sợ mà cô đại diện. Anh em có thể thấy, cứ con nào đại diện cho nỗi sợ nào thì nó sẽ có một vài đặc điểm của nỗi sợ đó. Ví dụ như Pochita thì là cái cưa nè, rồi quỷ cáo trông y hệt là con cáo, hay quỷ dơi trông chả khác gì Batman phiên bản lỗi, không uống matcha thôi. Thì nỗi sợ chi phối, nó lại không phải một nỗi sợ hữu hình, nó là một nỗi sợ mà xuất phát từ chính con người. Đồng thời thì, quỷ càng thân thiết với nhân loại thì sẽ càng mang hình dáng giống y hệt với nhân loại hơn. Và Makima không ghét con người, trái lại, cô còn về phe nhân loại cơ mà. Vì nếu diệt tuyệt con người thì làm gì còn ai để mà sợ hãi chinh phục chi phối nữa. Nên nếu có một ngày đại chiến giữa con người và loài quỷ nổ ra thì tôi cam đoan rằng vợ của mấy ông sẽ đứng về phía con người, bất chấp cô là kẻ phản diện đáng sợ nhất trong hồi 1 của Gentleman. Tiếp theo chúng ta sẽ bàn đến sức mạnh của Makima, là một trong tứ kỵ sĩ đại diện cho tận thế. Tớ cho rằng Makima chỉ có đứng sau các nỗi sợ khởi nguyên mà thôi. Kiểu mấy con quỷ đó nỗi sợ nó ăn vào gen, vào máu con người cả rồi nên cũng không trách được. Tuy nhiên thì đó là so với bọn khởi nguyên thôi, chứ còn Makima vẫn cần khỏe tất cả những thành phần còn lại. Makima không chỉ điều khiển được những ai cảm thấy thấp kém hơn cô nàng mà còn sử dụng năng lực của những con quỷ chết như tay mình.
Tôi vẫn nhớ như in cái lúc mà Makima bất ngờ bị nã súng vào đầu xong tỉnh dậy như chưa hề có cuộc chỉ ly, mà sự bất ngờ còn chưa dừng lại ở đó. Tiếp theo chính là pha Makima giết người từ xa và tất cả mọi người có mặt ở đó đều phải bịt mắt lại. Cái điều đáng sợ lúc này, Makima đang đứng ở Kyoto và cô giết người ở Tokyo, trong khi hai nơi cách nhau đến tận 450 km, khoảng tầm từ Sài Gòn đến Nha Trang ấy. Mà Makima chỉ đơn giản là cần một vật thí để đọc tên thì cô nàng đã có thể dễ dàng bóp chết từng mục tiêu ở khoảng cách xa đến hàng trăm cây số. Thì anh em phải hiểu một điều rằng năng lực nó kinh khủng đến mức nào. Năng lực này tôi nghĩ rằng phải liên quan đến con quỷ gọi tên hay đại loại như thế. Nó làm tớ nhớ đến mấy cái chuyện nghe ai đó gọi tên sau lưng không được quay đầu lại, hay ban đêm có ai gọi tên không được đáp lại trong tháng cô hồn. Nói chung sợ vãi. Quay trở về chủ đề chính, sự đáng sợ từ Makima không chỉ dừng lại ở đó. Nãy tớ có bảo là 4 kỵ sĩ thì vẫn yếu hơn mấy con quỷ khởi nguyên đúng không? Nhưng yếu hơn không có nghĩa là nhùng, vì lúc này Makima không chỉ một mình mà còn cả khế ước với Tổng thống Nhật Bản nữa. Mà cái bản khế ước này lại cho phép cô có thể đổi mạng với bất kỳ công dân Nhật Bản nào. Nên nói trắng ra là muốn giết chết được Makima thì chỉ có nước giết sạch toàn bộ người dân Nhật Bản mà thôi. Dựa vào thế mạnh trên, tại ác quỷ bóng tối thì Makima, cô phải xuống địa ngục cứu đồng đội. Anh em để ý mấy cánh tay nó sẽ ghép ra chữ Makima. Và cô nàng đã ngay lập tức có mặt không hề ngần ngại, dù biết rằng mình sẽ không thể làm gì được quỷ bóng tối. Đương nhiên, Makima cũng chỉ dám đánh một nhát phủ đầu và sủi ngay sau đó, nhưng tớ vẫn cộng một like cho sự dũng cảm đến từ Makima, bởi có trời mới biết quỷ bóng tối nó sẽ lòi ra cái trò gì để chặt đường lui Makima hay không. Nên anh em đừng nhầm lẫn việc Makima khiến quỷ bóng tối học tiết máu là trên kèo nha. Mà căn bản là con quỷ này nó không hề quan tâm đến phòng thủ vì nỗi sợ nó là quá to lớn. Ngoài ra thì cũng tại ác này và ác quỷ kiếm đều chung một điểm, chính là tất cả các nhân viên khi có mặt tại nơi Makima sử dụng đều phải bị che mắt lại. Điều này cũng thể hiện ra cô nàng thuộc nhân vật vô cùng quan trọng mà chính phủ không cho phép bất kỳ ai có thể nhìn thấy hoặc là biết được năng lực. Đồng thời nó còn chứng minh vị trí của Makima cũng vô cùng cao và gần như ngoài chính phủ ra thì không ai có thể điều khiển được Makima. Mà chính từ vụ việc trên đã reo rắc nỗi sợ hãi cho các thế lực khác, điển hình như là nước Mỹ, nơi sở hữu 20% của quỷ súng, một trong những con quỷ khủng bố nhất đã được nhắc đến ngay từ đầu phim. Vì súng thì nơi nào cũng sản xuất, mà hễ có súng thì chắc chắn là có nỗi sợ súng. Cũng do lo sợ và không thể để Makima làm can, nên Tổng thống nước Mỹ đã ngay lập tức hiến tế 1 năm sinh mệnh của người dân nước Mỹ chỉ để giết Makima. Là anh em thấy họ sợ cô nàng đến mức nào rồi đó. Triệu hồi ra quỷ súng nó kinh khủng đến mức chỉ trong vòng có 5 phút vỏn vẹn mà nó xuất hiện, mà 1,2 triệu người đã phải bỏ mạng dưới họng súng của nó. Hạ sát từng ấy người trong vòng 5 phút thì con quỷ này không hề tầm thường tí nào, vì đâu phải người ta đứng ra cho nó bắn đâu. Vậy mà với chỉ lực lượng Makima chinh phục, cô nàng đã tự tay làm gỏi 20% con quỷ súng. Ôi. Để rồi sau đó cô nàng lại add thêm một năng lực vào bộ sưu tập của mình và Donut Waifu Power của tôi. Mẹ cay thật. Ngoài ra thì anh em cũng đừng nên coi thường khả năng cận chiến Makima, vì cô nàng này không hề dễ rơi ở khoản này như anh em nghĩ đâu. Chính tay cô là người đã tự mình xử đám sát thủ trên con tàu Kyoto, hay thậm chí là giết Quan Si chỉ trong tích tắc. Trong khi trước đó Quan Si đã chém quỷ rối nhanh đến cái mức mà chúng không biết mình đã chết. Vậy nên ở trận cuối với Chainsaw Man, Makima mới cực kỳ tự tin khi có muốn tự tay đánh bại Denchi, và sự thật chứng minh là cô đã thành công, dù pha bơm mạng liên tục nom nó hơi lỗi một tí. Và chưa hết, với tớ thì tất cả năng lực kể trên không bằng khả năng thao túng tâm lý cực kỳ thâm hiểm từ Makima. Dù biết mình không thể đánh bại Chainsaw Man, cô ngay lập tức biến cậu thành người hùng số 1 Nhật Bản nhằm suy yếu năng lực quỷ cưa. Vì quỷ khi được yêu thích sẽ trở nên yếu hơn. Về phần Denchi thì cô sẵn sàng đánh gục cậu hết lần này đến lần khác, cho đến khi cậu tự coi mình không khác gì súc vật nằm dưới quyền điều khiển từ cô. Thậm chí tất cả những cá nhân nào dưới trướng Makima đều sẽ bị tẩy não mà chính bản thân họ còn không hề hay biết. Chỉ một số trường hợp bật ra như Denchi hay quỷ thiên thần, còn lại thì không hề có ai khác. Đây mới chính là nguyên nhân khiến Makima sở được nhiều năng lực và chinh phục nhiều cá thể hùng mạnh đến như vậy. Chứ chỉ mỗi mình Makima mà không thao túng được ai thì cô nàng cũng chẳng khác gì một người bình thường, vì đa phần năng lực từ Makima đều là sở hữu từ những người bị mình chi phối. Và cuối cùng đó là lý tưởng. Tuy bản chất là một trong những con quỷ dự đoán sẽ mang lại tận thế cho loài người, nhưng Makima là hành động trái ngược với nó. Cô nàng không hề chán ghét con người như tớ đã đề cập ở trên, thậm chí vì để mang một thế giới hòa bình cho con người mà Makima còn sẵn sàng tiêu diệt 3 đồng loại của mình là chiến tranh, nạn đói và cái chết.
Điều này nó vô cùng ngực ngạo, vì anh em phải biết rằng bọn quỷ suy cho cùng thì chúng có tốt cũng có tốt đến mức độ thôi. Còn Makima lại thực sự nghĩ cho nhân loại, điều này là thật nhá. Chỉ có điều cái thế giới yên bình mà cô muốn hướng tới nó hơi bị méo mó. Chứ ngay cả Pochita cũng xác nhận Makima thật lòng mang thiện ý với nhân loại thì ta gần như không có lý do gì để nghi ngờ. Tuy nhiên cũng vì điều này nên có lẽ Makima đã bị cả loài quỷ lẫn nhân loại căm ghét. Vì đối với quỷ thì hành động của Makima không khác nào phản bội lại chính giống loài. Nên ta có thể giải thích vì sao vừa chết ở trái đất về địa ngục mà cô lại tái sinh thành Nayuya nhanh đến như vậy. Còn đối với con người thì họ lại không thể chịu đựng được cái tư tưởng thế giới hạnh phúc mà Makima tạo ra. Ít nhất là nó đã khiến Tổng thống Mỹ khủng hoảng đến cái mức phải hiến tế 1 năm mạng sống người dân tại chính quốc gia của mình chỉ để tiêu diệt Makima mà thôi. Người đồng tình duy nhất với quỷ chi phối có lẽ là gã Tổng thống Nhật đã chốt điều với cô. Bởi vì dù cô làm cho đối phương cảm thấy thấp kém hơn bản thân thì Makima mới có thể chi phối họ. Chính vì vậy, Makima vô cùng thần tượng Chainsaw Man Devil, bởi vì chỉ cần có quỷ cầu khẩn là quỷ cưa sẽ ngay lập tức cứu rỗi nó bằng việc phanh thây tất cả các con quỷ ngáng đường. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng phân tích, tìm hiểu về sức mạnh thật sự của Makima, con quỷ mạnh nhất trên trái đất. Anh em thấy sao về nhân vật này hãy cùng comment phía dưới nhé. Như mọi khi bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye.